Tuyến đường nối vào cảng Phước An được tỉnh Đồng Nai xây dựng tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường này, đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức, Long Thành đến cảng Phước An hiện đang được xây dựng, với chiều dài khoảng 6 km. Điểm đầu tuyến tại nút giao với cao tốc Bến Lức, Long Thành hiện nay. Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An, huyện Nhân Trạch, đoạn từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức, Long Thành đến cảng Phước An, là tuyến kết nối duy nhất từ cảng Phước An với khu vực. Điểm giao giữa đường vào cảng Phước An với cao tốc Bến Lức, Long Thành hiện nay đang được các đơn vị thi công triển khai xây dựng. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tuyến đường được khởi công vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Theo báo Đồng Nai, phần lớn chiều dài tuyến đi qua khu vực rừng ngập mặn nên điều kiện thi công rất khó khăn. Các công nhân phải làm việc trong điều kiện bùn lầy và đơn vị thi công phải thực hiện nhiều giải pháp khắc phục việc sụt lún nền móng của tuyến đường. Hiện tại, phần lớn trên tuyến đường hiện đang thực hiện việc trải đá dăm, trải nhựa cho nền đường. Theo quy hoạch, tuyến đường kết nối cảng Phước An khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ có lộ giới 61m, gồm phần mặt đường rộng 30m, giải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè mỗi bên rộng 14m. Cầu Tắc Nhã Phương thuộc gói thầu XL-02 trên tuyến đường vào cảng Phước An hiện cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bên cạnh đoạn từ nút giao cao tốc Bến Lức, Long Thành hiện đang xây dựng, tuyến đường này cũng sẽ kết nối với tuyến đường nối cảng Phước An, đoạn từ nút giao với đường 319 đến đường cao tốc Bến Lức, Long Thành giai đoạn 1, hiện đã hoàn thành xây dựng trước đó để hình thành trục giao thông kết nối hai đường cao tốc Bến Lức, Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hiện tuyến đường hiện hữu này có tên đường là đường Trường Chinh. Đường kết nối vào cảng Phước An đã tạo thành trục giao thông quan trọng kết nối cảng Phước An và các khu công nghiệp ở Nhân Trạch với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, đồng thời giảm tải áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 51. Một đoạn cao tốc Bến Lức, Long Thành đang xây dựng gần tuyến đường nối vào cảng Phước An hiện nay. Tuyến cao tốc này mới được thi công trở lại trong năm 2023 sau khi tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng. Đối với dự án cảng Phước An, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ hoàn thành dự án này, đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào quý 2 năm 2024.